vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục Hỏa Vương nha mọi người. Ok, úi dồi ôi, chạy lên trên thử coi nào. Em ơi, đứng lại em ơi, đừng có chạy em ơi. Ok, vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên, khá là đơn giản và dễ dàng phải không mọi người? Và nếu như mà anh em muốn sở hữu cái bộ trang phục Hỏa Vương này thì anh em sẽ phải vào trong cái vòng quay chế tác nha mọi người. Quay đủ mảnh thì các bạn sẽ đổi được cái bộ trang phục này thôi. Đấy, theo như mình thấy thì rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Tức là mình quay tầm khoảng là 200k thì mình đã nhận được cái bộ trang phục này rồi nha. Quá đã phải không anh em? Đơn giản là tại vì phiên bản OP14 nó mới ra, nên là có đồ gì mới thì mình cũng sẽ nạp tiền để trải nghiệm cho anh em xem luôn. Chạy xuống phía dưới coi nào. Phía dưới hiện tại là mình chưa có thấy ai cả luôn. Ui, các bạn chạy đâu hết cả rồi vậy? Còn lại 35 người chơi nữa, đang còn rất là đông nha các bạn. Ok, ngon. Có cả ông ngầm 1x, quá đã. Chạy qua đây thử coi nào. Ui, khá là nhiều đạn súng trường. Như vậy là mình đã có tận là 180 viên đạn súng trường. Nhiều đạn như này bắn quá thoải mái rồi. Tay súng nữa này. Nói chung là phiên bản cập nhật OP14 này, nó là một cái phiên bản cập nhật vô cùng là thú vị nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nha. Ngày hôm qua thì phiên bản OP14 nó cập nhật nó lại muộn quá anh em ơi, nên là chưa có làm nhiều video được cho anh em xem. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm tất cả những thứ gì mà có trong phiên bản OP14 cho mọi người xem nha. Nói chung là về cái giao diện thì nó lại không có thay đổi nhiều. Về cái đồ họa bản đồ trong game thì nó cũng sẽ là màu sắc như vậy thôi. Quan trọng là sẽ chỉnh sửa một số những cái khu ở trên bản đồ. Hôm nay thì trong cái video này mình trải nghiệm cái bộ trang phục Hỏa Vương cho anh em xem là chính thôi. Ây à, chán quá nhỉ. Từ đầu chặn đến giờ chưa thấy ai cả, mới thấy là có một thanh niên thôi. Đây, mình sẽ lấy tạm con xe này và chạy đi săn người luôn nha. Lấy xe chạy đi săn người cho nó nhanh, chứ gọi là chạy bộ thì bao giờ mới tìm thấy được người. À, xe này ngon hơn. Mình sẽ ăn tạm nấm cái đã. Sau đó là lên con xe ô tô kia và chạy đi săn người. Đi xe máy làm cái gì, tí nữa cho nó lại sấy cho SML bây giờ. Đi ô tô là quá chuẩn luôn. Ui, trong này có gì vậy? Ồ, có thêm một cái tay súng level 2. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra xe, lấy xe đi ăn mạng thôi nào. Mình rất là thích là dùng xe này để đi đâm người các bạn ạ. Xe xanh này trông nó có vẻ cổ nhưng mà chạy vẫn rất là ngon. Với lại là khả năng chống đạn của nó cũng tạm ổn. Ở trong game Free Fire thì mình thích nhất là hai con xe, đó là con xe 2 chỗ màu xanh này, với lại thì con xe đen thể thao kiểu dáng như kiểu là Lamborghini. Ở đây còn ai không vậy? Uầy, vẫn đang còn rất là đông người, nhưng mà không hiểu sao các bạn ấy lại đang núp ở chỗ nào vậy. Mình sẽ lượn lờ qua làng thông một xíu nào. Hello, ở làng thông có ai không vậy? Nhưng mà tôi nhớ là trong phiên bản OP14 nó sẽ có cái ngai vàng. Hiện tại là mình chẳng thấy ngai vàng đâu cơ, không hiểu sao. Lượn lờ qua mấy chỗ này coi nào. Ồ, hiện tại là mình quên mất anh em ạ. Mình mới chỉ có là 2 tổn thương mà thôi. Nhưng mà thôi kệ, tí nữa thì mình sẽ quay lại chỗ kia và mình lượm thêm tổn thương sau nha. Trên này không có gì cả. Ok, quay lại và lượm thêm tổn thương luôn nào. Đây, ở trong căn nhà này thôi. Rồi nhá, mình đã có được 3 tổn thương. Lấy xe và tiếp tục đi săn người thôi nào các bạn. Mình sẽ chạy thử lên cái phía này coi.
19 người chân nữa hả? Úi dồi ôi, các bạn trốn đâu hết cả rồi vậy? Mình chạy mãi thì mình chưa tìm thấy các bạn đâu luôn. Thật sự là hơi bị mệt mỏi nha em ạ. Ơ kìa kìa, có người kìa. Có người kìa nha em ơi. Chuẩn bị là tông nó luôn nhỉ. Em ơi, chạy đâu em ơi? Uầy. Chạy đâu em ơi? Úi dồi, chạy hả? Chạy hả em ơi? Uầy. Đứng sau gốc cây lộ liễu vậy, nên là đai là đúng rồi nhá. Anh em ơi, cái tiếng gì vừa kêu vậy? Ơ kìa, what the hell? Kia hả? Nó bắn tôi nha em ạ. Xong rồi nha. Thanh niên, dám bắn anh hả? Anh lại sợ các chủ quá cơ. Mình sẽ tiếp tục chạy qua đây. Đó, lấy tạm con xe này và chạy thôi nha. Mình thì mình lại thích dùng xe để di chuyển hơn anh em ạ. Chứ còn là đi bộ chán lắm. Đi bộ nó chậm. Với lại mình cảm giác là đi xe nó an toàn hơn. Đây, cái hòm xác ở ngay chỗ này. Mình sẽ lượm xác của thằng này cái đã. Ok ngon. Khá là nhiều bom keo anh em ạ. À, và đã có cả kiếm katana. Kiếm này có một điều mà mình thấy đó là cái tiếng âm thanh chém của nó rất là đã tai. Đó, nghe rất là phê tai luôn anh em ạ. 13 người chân đó hả? Ok, chúng ta sẽ dùng con xe này và chạy đi săn lùng 13 đứa còn lại ở trong cái ván đấu này luôn nha. Ok, đứa nào chạy xe máy về hả em ơi? Chạy nhanh nữa lên em ơi, không là anh đuổi kịp chú bây giờ. Úi dồi ôi, chạy căng thế nhỉ. Đây, hiện tại là anh đang chạy sau đít chú này. Em ơi, chặn đầu xe nó luôn. Úi dồi, đứng lại. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ui, ơ kìa. Thằng nào chạy ô tô vậy? Căng vậy. Úi dồi, nó cướp mạng mình rồi. Cái đậu xanh. Cái thằng này láo này. Láo quá em ơi. Chạy hả? Mày cãi mạng của anh này, nên là chết là đúng rồi nha. Ok, chạy qua cái ô tô này và mình sẽ chạy lên phía trên này để lượm xác tiếp nào. Đó, úi dồi, rất là nhiều đạn. Ok, lút đồ thế thôi, mình sẽ lút thêm tục thương. Bây giờ là mình đã có tận là 7 tục thương rồi, quá là nhiều. Mình nghĩ là 7 tục thương thì mình có thể là dùng thoải mái trong suốt cái trận đấu này luôn. Ok anh em ơi, ở kia có khủng long bay hả? Ôi hay vậy. Thì ra cái âm thanh lạ mà anh em nghe được trong game đó là tiếng của khủng long anh em ạ. Khủng long bay nó kêu. Ây da, bữa nay là bên Garena lại đầu tư quá cơ. Ui, cái đậu xanh. Úi dồi ôi bạn ơi, bắn căng vừa thôi bạn ơi. Bạn lại bắn căng quá cơ là mình sợ này. Ok, quấn để mọc cái đã. Đâu rồi em ơi? Có giỏi thì chạy lên đây. Hello bạn ơi, bạn đang đâu vậy? Thôi kệ, mình sẽ lên ô tô và mình chạy luôn. Đơn giản là mình đã xác định được vị trí của nó đâu. Uầy, bên trên có xe nữa hả? Ok ok, mình sẽ chạy thẳng tiến theo cái phía này luôn. Hello bạn ơi, bạn đang ở đâu vậy? Chưa có thấy nó. Chắc là nó chạy nhanh quá nên là mình không có thấy được rồi. Ở đây. Uầy, xe này hả? À, ở dưới cũng có người luôn. Hình như là nó ở trên này. Ăn lựu đạn không em? Đây, và một thằng ở cái chỗ nào nữa vậy? Chưa thấy anh em ạ. Mình chưa có thấy luôn này. Uầy, nó phá xe mình luôn kìa. Căng căng căng. What the hell? Mình sẽ ngồi tạm ở trong này và quần mọc cái đã. Các bạn lại cho mình căng quá cơ, làm mình sợ đấy nhá. Ok, đầy máu. Tự tin và chiến thôi nào. What the hell? Nó đâu vậy anh em? Mình không nhìn thấy nó đâu luôn cơ. Không hiểu sao. À đây. Úi dồi ôi thiên nhiên. Ơ kìa, em ơi, làm gì vậy hả? Em ơi, làm gì vậy hả?
Xong rồi nhá. Tiếp tục quần máu nè mọi người. Uầy, Ba Thu, chạy nhanh quần kịp. Trời ơi, Ba Thu rồi anh em ơi. Bo này là cắt máu đã khá là đau rồi, nên là tôi sẽ phải cố gắng chạy thật là nhanh để vào trong được cái vòng an toàn trước cái đã. Sau đó là sẽ tính đến chuyện là chiến đấu với thằng canh ở phía trên tôi sau. Let's go, chạy nhanh vào luôn. Uầy, không sao, hiện tại thì mình đang chạy trước Bo. Bo này nó thu không có nhanh lắm, nên là chúng ta có thể là chạy vào trong một cách thoải mái. Chứ còn là càng về những cái bo cuối, bo nó thu cực kỳ là nhanh, và tốc độ của người chạy thì sẽ không thể nhanh được bằng tốc độ của Ba Thu. Ở đây còn ai không vậy? À, có tạm con xe máy kia. Đây, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị là lấy con xe máy đó để chạy luôn cho nó nhanh. Chạy bộ thì lâu lắm. Nào, lên cưỡi xe máy thôi nào anh em. Ok, còn lại 6 người chơi nữa. Mình sẽ chạy xe lượn lờ ở những cái khu vực phía dưới cái đã. À đây, đổi qua ô tô chạy cho nó an toàn. Xe máy chạy thì chúng nó sấy cho, lại nổ cả xe lẫn chết người luôn bây giờ. Hello, 6 thanh niên còn lại nha. Các bạn đang ở chỗ nào vậy? Hiện tại thì mình đang có mặt ở thung lũng này. Ở đây có một cái ký hiệu xe khá là gần. Nó đâu vậy nhỉ? Thật sự là ký hiệu xe rất là gần luôn. Uầy, có cả giảm thanh cả. Ngon, mình trang bị giảm thanh luôn. Quá đã. Kìa kìa, tiếng xe kìa anh em kìa. Có cả ký hiệu xe luôn. Đâu vậy em ơi? À đây. Úi dồi đây hả? Đứng lại, xuống xe em ơi. Úi dồi ôi em ơi, cảm ơn đã hợp tác nha. Vậy là mình đã có được mạng thứ 6 ở trong cái ván đấu này. Bây giờ là còn lại có 5 người chơi này. Đó, anh em luôn luôn là phải để ý cái vạch HP nha mọi người. Lúc nào cũng đầy 200 máu thì chắc chắn là anh em chơi game sẽ tự tin hơn rất nhiều. Lên xe tạm cái nào. Bây giờ chúng ta nên chạy đi đâu để kiếm được 5 thằng còn lại đây? Mình sẽ chạy thử qua đây xem là có ai hay không nào. Không có ai cả. Lên tạm chơi đổi thử coi. Ơ nhưng mà một bạn thì lại phải rời khỏi trận đấu. Và bây giờ chỉ còn lại có 4 người chơi nữa mà thôi. À thằng nào gọi rôn thính ở ngay chỗ kia vậy? À đủ. Gọi rôn thính cơ hả em? Anh lại sợ chú quá cơ. Đấy ok, mình sẽ phi thẳng xuống luôn. Ui anh em ơi, mình lái xe hơi ngáo tí các bạn ạ. Thật kia, úi dồi ôi, tính cắt soạn nhưng mà không thành công. Bắt dở heo. Bên trên là còn người nữa. Căng vậy. Mình sẽ lái xe qua bên này để săn luôn thằng ở chỗ này. Em ơi đâu vậy? À, ở phía trên tảng đá các bạn ạ. Tưởng là chạy đâu mà nhanh quá cơ. Ok ok, từ từ, mình sẽ phải lấy đà cái đã. Chạy lên phía trên luôn nào. Em ơi, em chết với anh rồi nha. Úi dồi đây hả? Kìa kìa, bắn nỏ à? What the hell thiên nhiên. Trời ơi, không hiểu sao mà bạn này bạn ấy là có thể chơi nỏ được. Tôi là tôi đến nể với ông luôn. Tôi cạn lời, tôi khô héo lời với ông luôn. Nào, thằng nào ở phía S vậy? Lúc nãy nó bắn mình cơ mà. Chạy qua luôn. Em ơi đâu vậy? Đâu rồi em ơi? Thanh niên nào vừa đây bắn mình vậy? À đây à? Phải không vậy? Úi dồi ôi, làm gì phải hả em? Xong rồi nha. Vậy là mình đã có được mạng thứ 8 ở trong cái ván đấu này. Thằng cuối đâu? Xử nốt thằng cuối để lấy tốt 1 luôn nào. Đó, trang bị nòng 3 luôn vào phần mát để tăng sát thương cho súng này. Đâu vậy? Nó đang ở gốc cây ở ngay đây thì phải. Cái ký hiệu trên bản đồ quá là gần luôn. À, đây rồi. Dám xuống xe anh hả? Ok, và cần nhân gấp luôn. Yeah. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.